Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với buổi luyện tập cùng Yến Trang Fit. Và với 5 phút ngày hôm nay chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ bơm mông nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nào. Trong buổi tập ngày hôm nay mình sẽ bật mí cho các bạn cách mà mình bơm mông hiệu quả tại nhà. Bởi vì trong vô vàn các bài tập thì mình cũng đã thử qua khá là nhiều bài. Nhưng mà những bài tập của buổi ngày hôm nay là những bài mà mình cảm thấy khá là hiệu quả. Và nó đem lại cho mình một cái vòng ba căng tròn khi mà các bạn không có thời gian đến phòng gym hay là không có bất kỳ dụng cụ nào tại nhà mà các bạn vẫn có thể phát triển được cái vòng ba của mình một cách tốt nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ vào động tác đầu tiên. Chúng ta sẽ nằm úp xuống này, hai chân sẽ trụ vào nhau. Các bạn lưu ý ở đây là hai chân trụ vào nhau và đầu gối của chúng ta sẽ mở rộng ra ngoài nhé. Tiếp đến là mình sẽ nâng cái phần chân của mình lên cao, làm sao khi điểm chân cao thì mình sẽ siết chặt hai cái mông của mình lại, siết chặt giữ 2 giây cho mình nhé. Và ở động tác này chúng ta hãy thực hiện 45 giây nhé. Mọi người nhớ cho mình đó là chúng ta hãy tập thật chậm, hít thở đều và nhớ là điểm trên cùng thì chúng ta sẽ siết chặt mông và giữ lại 2 giây cho mình nhé. Ở động tác này cái nhóm cơ mông của chúng ta sẽ được kích hoạt tối đa và mọi người sẽ cảm thấy là cái phần mông của mình nó sẽ nóng dần lên. Chúng ta thực hiện thêm 5 cái nữa nhé. 5 4 3 2 1. Và bây giờ mọi người sẽ thả lỏng cho mình nào, thả lỏng hai chân ra, thư giãn một chút. Chúng ta chuyển sang động tác tiếp theo này. Mọi người sẽ mở rộng hai chân bằng vai. Nhớ là hai chân chúng ta mở rộng bằng vai nhé, thân trên của chúng ta vẫn cố định này. Tiếp đến mọi người sẽ nâng hai chân của mình lên cao, nâng lên cao nhất có thể và cảm nhận cái phần cơ mông của mình nó đang siết chặt lại. Nhớ là nâng lên cao nhé. Và khi chúng ta nâng lên cái điểm trên cùng, chúng ta cũng sẽ giữ lại cho mình 2 đến 3 giây để kích hoạt cái nhóm cơ mông của chúng ta được hoạt động tối đa. Và chúng ta cũng tiếp tục thực hiện 45 giây cho động tác này nhé. Tập đến đây thì mông của mọi người chắc cũng đã mỏi lắm rồi đúng không? Mình đang cảm thấy cái mông của mình nó đang nóng lên và đang cảm thấy tê tê. Còn mọi người cảm thấy như thế nào? Chúng ta tiếp tục nhá. Và bây giờ đã kết thúc 45 giây, mọi người giữ lại cho mình 10 giây nào. Giữ lại trên cao cho mình 10 giây nhá. Cố gắng nào. 5 4 3 2 1. Và tiếp tục nào, chúng ta tiếp tục hạ chân xuống rồi nâng lên cao. Tiếp tục hạ xuống, nâng lên nào. Mọi người làm rất tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút, tầm vài giây để thả lỏng cơ thể để mông của chúng ta đỡ mỏi hơn. Và chúng ta sẽ chuyển sang động tác tiếp theo nhé. Ở động tác tiếp theo, mọi người bắt đầu tư thế đó là mọi người nhâng hai chân lên cao và mở rộng hai chân hết mức có thể, mở rộng hai chân ra nhé, sau đó khép vào, mở ra, khép vào. Ở cái bài này thì cái phần cơ mông lớn của chúng ta cũng sẽ được hoạt động đồng thời, đó là cái phần cơ mông nhỡ và cơ mông nhỏ ở hai bên hông ấy, cái phần mà chúng ta hay bị hóp ấy cũng sẽ được hoạt động. Từ đó góp phần cho cái mông của chúng ta sẽ được đầy hơn và tròn hơn. Ở động tác này chúng ta cũng thực hiện 45 giây nhé. Bây giờ chỉ còn tầm 10 giây nữa thôi là chúng ta đã kết thúc rồi. Nào mọi người hạ chân xuống và thực hiện lại cho mình động tác thứ hai nhé. Nhấc chân lên nào, hạ xuống, nhấc lên, hạ xuống. Chúng ta thực hiện 10 lần nhé. Chúng ta thực hiện 3 cái nữa nào. 3 2 1. Và mọi người giữ trên cao cho mình 10 giây nhé. 10 9 8 7 6 5 4 3
2, 1. Rồi, mọi người thả lỏng cho mình nào. Thả lỏng, chúng ta lật người lại và thực hiện động tác tiếp theo nhé. Mọi người nằm ngửa, tay để dọc theo thân mình, co chân lại và để gót chân làm sao để cách mông từ 10 đến 15 cm. Mắt nhìn thẳng hướng trước, chúng ta dùng cái phần hông nâng cái mông của chúng ta lên cao, làm sao để cơ thể chúng ta tạo thành một đường thẳng. Khi ở cái điểm trên cùng thì chúng ta đã siết chặt cái phần mông của chúng ta lại và giữ 2 giây. Sau đó chúng ta hạ mông xuống. Và lưu ý là khi hạ mông xuống thì phần mông chúng ta sẽ không được chạm đất. Và chúng ta đã thực hiện liên tục 1 phút nhé. Bây giờ kết thúc 1 phút, mọi người giữ nguyên trên cao cho mình 30 giây. Giữ nguyên trên cao và siết chặt mông lại nhé. Tiếp tục 30 giây chúng ta sẽ hạ mông xuống và nhấc mông lên. Nhớ là lên điểm trên cùng thì chúng ta sẽ giữ và siết chặt mông lại 2 giây nhé. Tập liên tục trong vòng 30 giây nữa nào. Mọi người giữ trên cao cho mình 10 giây nào. Chúng ta đếm ngược 10 giây để kết thúc buổi tập hôm nay nhé. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, mọi người làm tốt lắm. Vậy là chúng ta đã vừa kết thúc buổi tập ngày hôm nay. Mình mong là các bạn sẽ yêu thích video này. Và đừng quên nhấn like cũng như nhấn nút chia sẻ để ủng hộ mình ra thêm nhiều video mới hơn nhé. Xin chào mọi người.